Để tri ân các nhà đầu tư, vừa qua tập đoàn Sun Group đã tổ chức chuyến hành trình trải nghiệm quần thể nghỉ dưỡng Nam đảo với chủ đề Welcome Christmas, Welcome Home, dự lễ khai trương đại cảnh Noel rực sắc tại quảng trường Melodia. Sự kiện Welcome Christmas đã đưa nhà đầu tư hòa mình vào những vũ khúc rộn ràng tại quảng trường Melodia Sun Premier Village Cambridge Resort. Check-in cùng cây thông Noel, trải nghiệm những vũ điệu đường phố sôi động, thưởng thức hàng trăm món ăn đặc sắc. Đối với các nhà đầu tư, đây là một hành trình 360 độ trải nghiệm, 360 độ cảm xúc với hệ sinh thái bãi kem toàn diện và luôn đổi mới mỗi ngày, được du khách lựa chọn là điểm đến yêu thích và cộng đồng quốc tế công nhận. Năm 2020 là năm ghi dấu nhiều thành tựu của Sun Group tại thị trường nghỉ dưỡng Nam đảo. Vừa qua, tập đoàn Sun Group đã lập kỳ tích tại World Travel Awards khu vực châu Á với tổng cộng 25 giải thưởng ở các hạng mục khác nhau, trải đều cho các quần thể nghỉ dưỡng khắp cả nước. Trong đó, quần thể nghỉ dưỡng Premier Village Phú Quốc Resort tại Nam đảo Phú Quốc được vinh danh là khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu Việt Nam và khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á. Ngoài ra, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hòn Thơm Nature Park nhận giải thưởng công viên nước hàng đầu châu Á 2020. Nhiều năm liên tiếp dẫn đầu châu Á với các giải thưởng uy tín, Sun Group đã chinh phục được các đơn vị quản lý khách sạn tầm cỡ thế giới. Vừa qua, Sun Group đã chính thức ký kết hợp tác với thương hiệu New World thuộc tập đoàn Rosewood Hotel Group để quản lý và vận hành khu biệt thự đẳng cấp tại Sun Premier Village Cambridge Resort. Dưới sự vận hành của New World, quần thể biệt thự sẽ chính thức đón khách từ quý 1 năm 2021 với tên gọi mới New World Phú Quốc Resort. Du khách đến với Nam đảo không chỉ được trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế trong những căn biệt thự sang trọng của New World Phú Quốc Resort, mà còn của khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort and Spa, khu nghỉ dưỡng Premier Residence Phú Quốc Emerald Bay, được trải nghiệm all-in-one gồm vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá văn hóa đặc sắc ngay trong quần thể bãi kem, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Có thể thấy, Sun Group đã thành công trong việc kiến tạo hệ sinh thái thâm canh độc đáo với gần 50 công trình mang tính biểu tượng nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Trong năm 2021, hệ sinh thái Nam đảo được bổ sung thêm quảng trường âm nhạc với những lễ hội đường phố, hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra suốt năm, những khu phố mua sắm sôi động suốt đêm ngày tại Boutique Shophouse Melodia với hệ thống dịch vụ ẩm thực, cà phê, bar, spa, mini hotel, cầu hôn, cây cầu tình yêu lãng mạn, điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, show diễn Vortex, tiên phong mang công nghệ trình chiếu ánh sáng hiện đại bậc nhất thế giới đến với đảo Ngọc. Sự sôi động, hấp dẫn của quần thể nghỉ dưỡng bãi kem tại Nam đảo chính là sự bảo chứng vững chắc cho tiềm năng phát triển kinh doanh của các nhà đầu tư khi được bổ sung hai giá trị kép, lợi ích từ thương hiệu vận hành đẳng cấp quốc tế và lợi ích đến từ tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng. Sức hút của hệ sinh thái Nam đảo đối với du khách, nhà đầu tư và đối tác quốc tế đã khẳng định được tầm nhìn và hướng đi đúng đắn của Sun Group trong việc kiến tạo nên những công trình chất lượng, đẳng cấp, khác biệt. Các chuyên gia nhận định, Phú Quốc hội tụ đầy đủ các tiêu chí để phát triển bứt phá về du lịch. Đặc biệt, sắp tới đây, sự kiện Countdown, đại tiệc của thần ánh sáng, chào đón ngày đầu tiên Phú Quốc trở thành thành phố sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại tổ hợp giải trí Central Village, Địa Trung Hải, hứa hẹn mang đến màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp dành cho cư dân và du khách đến Phú Quốc dịp cuối năm.